Hello, xin chào các bạn. Trong video này thì chúng ta sẽ đi học về strings hay là chuỗi ở trong Python. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái file 05 underscore strings ở đây. Và chúng ta sẽ khai báo một cái biến string của chúng ta, ví dụ như là biến str chẳng hạn. Cái biến này là biến chúng ta sẽ gọi là string của chúng ta. Và cái string này nó sẽ có giá trị là tôi đi học Python. Ok. À, bây giờ chúng ta có thể làm gì với cả cái biến này? Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có thể comment một cái là sử dụng biến tất cả thành chữ hoa chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ sử dụng lệnh print, sau đó thì chúng ta sẽ gõ vào là str.upper. Đó, ok. Như vậy chúng ta có thể bấm Shift F10, Alt Shift F10 và chúng ta sẽ chạy string ở đây. Thì chúng ta nhìn thấy được rằng là từ cái chuỗi là tôi đi học Python là có chữ hoa, có chữ thường thì tất cả đã thành chữ hoa. Sau đó một cái ví dụ thứ hai nữa là biến tất cả thành chữ thường thì chúng ta sẽ sử dụng là, nếu mà các bạn biết Excel ấy, thì nó sẽ có hàm lower. Ở trong trường hợp này cũng như vậy, thì chúng ta sẽ sử dụng lower như thế này. Và chúng ta sẽ gõ vào đây và chúng ta sẽ chạy code và chúng ta nhìn thấy được rằng kết quả sẽ là tôi đi học Python. Ok. Đó là hai cái hàm đầu tiên mà chúng ta sẽ học về string trong trường hợp này. Bây giờ thì có một số cái ví dụ như sau. Giả sử như là chúng ta sẽ muốn cắt chuỗi, hay là chúng ta sẽ muốn xem là cái chuỗi này nó dài bao nhiêu trước đi đã. Thì chúng ta sẽ có một cái ví dụ về kiểm tra độ dài của chuỗi. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm là len và chúng ta sẽ cho chuỗi vào trong hàm len này. Và chúng ta sẽ bấm Shift Alt F10 và chúng ta sẽ nhìn thấy được rằng là ở đây có 17 ký tự. Các bạn có thể đếm lại xem có đúng hay không. Tiếp theo thì qua cái hàm length này rồi ấy, thì chúng ta sẽ có một số những cái thứ như sau. Ví dụ như là chúng ta sẽ muốn xem là cái ký tự thứ nhất ở trong cái string này là gì, thì chúng ta sẽ thử như sau. Bây giờ chúng ta sẽ quay sang cái mình nghĩ là mình sẽ viết luôn vào đây đi. Đầu tiên là kiểm tra từng ký tự trong chuỗi chẳng hạn. Thì chúng ta có một cái cách như sau. Chúng ta sẽ print này, mở ngoặc ra. Cái string của chúng ta ấy, thì chúng ta có thể cho vào theo một cái cú pháp là mở ngoặc vuông số 0 như thế này. Số 0 có nghĩa là cái ký tự ở vị trí số 0, và chúng ta thử xem là cái ký tự này là ký tự nào bằng cách là chạy cái đoạn code của chúng ta. Thì chúng ta nhìn thấy là chữ T ở đây có nghĩa là ở trong Python ấy thì đây là vị trí thứ 0 này, rồi O nhỏ sẽ là vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai sẽ là Y, sau đó sẽ là dấu cách. Thế nên bây giờ chúng ta sẽ thử một thứ ở trong này, ví dụ không phải là vị trí 0 nữa mà chúng ta sẽ thay vào vị trí thứ nhất chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ chạy code và kết quả nhận được sẽ là chữ O ở đây. Và có cách nào mà chúng ta sẽ in ra ví dụ như là T, O, Y chẳng hạn, tôi chẳng hạn, thì chúng ta có thể viết được là 0.2 như thế này để chúng ta có thể viết được ra chữ T, O, Y như vậy. Các bạn có thể thử ngay lập tức. 0 đến 2 như vậy thì như các bạn đã nhìn thấy ở đây thì nó không đúng mà sẽ phải là 0 đến 3. Rồi chúng ta sẽ thử chạy code lại. Đó, thì nó sẽ được cái chữ tôi này hoàn toàn. Tiếp theo thì chúng ta có thể thử là từ 1 đến 3 xem sao. Control S này. Sau rồi Control Shift Alt F10. Rồi, OI. Như vậy là chúng ta sẽ biết cái cách để mà chúng ta có thể cắt được chữ ở trong string Python ra bằng cái cú pháp là đầu tiên là cái string đó, sau đó là dấu ngoặc vuông, sau đó là chúng ta sẽ cho cái index của từng cái vị trí chữ ở đây vào. Và ví dụ bây giờ chúng ta sẽ muốn cắt từ cái vị trí thứ 3 cho đến hết string chẳng hạn, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Từ vị trí thứ 3 thì nên là chúng ta sẽ viết 3 là vị trí đầu tiên, sau đó chúng ta sẽ viết 2 chấm như thế này. Và chúng ta có thể cắt từ vị trí đó đến vị trí cuối cùng, như các bạn nhìn thấy là dấu cách này, đi học Python. Ok, thì đây là một cái cách để mà chúng ta có thể cắt được từng cái vị trí ở trong chuỗi ra. Thì cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có một số những cái ví dụ như sau. Tiếp theo, đối với cả cái string ở đây là chúng ta sẽ có một số những cái câu hỏi mà chúng ta có thể trả lời được bằng những cái hàm có sẵn ở trong Python. Bây giờ chúng ta sẽ thử bằng một cái string khác trong trường hợp này. Cái hàm mà chúng ta sẽ đi thử ở đây, ví dụ như là chúng ta sẽ có một cái input chẳng hạn. Chúng ta sẽ có một cái input. Và các bạn đã biết được rằng là khi mà cái dữ liệu trả về từ input prompt ấy, thì nó sẽ là string.
và chúng ta ví dụ có một cái number và giá trị của nó là bằng số 12 chẳng hạn, thì chúng ta có thể hỏi xem là print ra là number này chấm number này có phải là is number không, thì chúng ta sẽ viết là number chấm is numeric như thế này, và chúng ta sẽ hỏi Python xem là ok, cái số này mặc dù là nó ở trong chuỗi nhưng mà liệu nó có phải là số hay không, thì chúng ta có thể hỏi được điều đó. Thì các bạn nhìn thấy ở đây nghĩa là true, nghĩa là Python nó có thể biết được rằng là mặc dù là kiểu của number là kiểu chuỗi nhá, chúng ta có thể kiểm tra này, print này, type ở đây là number. Đó, chúng ta sẽ thử kiểm tra xem sao. Đấy, kiểu thì là kiểu chuỗi nhá, thuộc class string nhá, nhưng mà chúng ta hỏi xem là liệu là nó có phải là con số hay không. Nhưng mà ví dụ 12A chẳng hạn, một lớp của bạn học chẳng hạn, thì chúng ta sẽ Alt Shift F10 và chúng ta sẽ thử xem sao. Thì cũng là kiểu string nhá, nhưng mà đây sẽ không phải là số, và khi mà không phải là số như vậy thì chúng ta sẽ không thể convert thành số được. Bởi vì là khi mà chúng ta kiểm tra như thế này thì chúng ta có thể convert cái number đó, mặc dù là đang được lưu ở dưới dạng string, sang dạng integer chẳng hạn. Ok, thì đó là cái cách để mà chúng ta sử dụng cái hàm is numeric. Bây giờ thì chúng ta còn có thể kiểm tra, ví dụ như là có một số hàm mà các bạn có thể thử như sau. Là chúng ta sẽ có một cái chuỗi như là chuỗi sau đây. Chúng ta lại sử dụng str đi, hello này. Thì các bạn có thể nhìn thấy là chuỗi hello này gồm có toàn bộ những cái ký tự viết hoa. Thì chúng ta có một cái hàm để mà chúng ta có thể kiểm tra xem là cái chuỗi của chúng ta đang nói đến, trong trường hợp này là string, thì có toàn bộ các cái ký tự viết hoa hay không. Đó là str.is upper. Mình nghĩ là is upper. Ok, nó là is upper. Rồi chúng ta sẽ thử chạy là true, bởi vì rõ ràng là toàn bộ chữ ở đây là nó viết hoa. Và nếu mà có is upper rồi thì các bạn sẽ có thể về thử với cả is lower như thế này. Thì mình nghĩ là đó là một số những cái giới thiệu rất là cơ bản về string. Và một cái cuối cùng mà mình muốn nói đến trong cái trường hợp này là chúng ta sẽ kiểm tra được độ dài của string bằng cái hàm len. Ví dụ như là chúng ta đã nói ở trên rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đi nói lại. Ví dụ như là cái string hello của chúng ta đếm bằng tay thì sẽ gồm có 1 ký tự, 2 ký tự, 3 ký tự, 4 ký tự, 5 ký tự này. Và chúng ta có thể kiểm tra lại bằng cách là print len của str như thế này và bấm Alt Shift F10. Rồi, 5 ký tự, chuẩn rồi. Đó. Thì đây là cái cách mà chúng ta có thể sử dụng một số những cái gọi là hàm tích hợp đối với cả cái đối tượng string ở trong Python. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn ở trong bài lần sau.